Biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Men theo dòng sông Son thơ mộng, con sông vẫn hàng ngày đưa du khách đến với động Phong Nha, động Tiên Sơn. Chúng tôi rẽ vào con đường 20 Quyết Thắng. Đây là con đường độc đạo để chúng tôi lên được đồn biên phòng Cà Ròng, cửa khẩu Cà Ròng Nọ Ma hay sang nước bạn Lào. Trong những năm chiến tranh, binh đoàn 559, đơn vị xây dựng đường Trường Sơn, đã đặt cho con đường này cái tên đường 20 Quyết Thắng. Bởi lẽ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân và dân công hỏa tuyến đã tham gia mở, xây dựng và bảo vệ con đường này, hầu hết đều ở lứa tuổi 20. Đường 20 Quyết Thắng chính là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn, giành thế chủ động thắng lợi trên mặt trận giao thông vận tải. Cũng bởi vị trí quan trọng mang tầm lịch sử như vậy, mà trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứ mỗi mét đường đều thấm đẫm máu xương của những người thanh niên lứa tuổi 20. Ngày nay, đi trên con đường 20 Quyết Thắng, xen lẫn màu xanh bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn, trong quần thể những danh thắng nổi tiếng Phong Nha Kẻ Bàng, Động Thiên Đường, thì vẫn còn đó dấu tích chiến tranh, những địa danh lịch sử ghi lại những mốc son chói lọi đầy oai hùng. Hang Tám Cô nằm trên km 16 con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại ấy, một phần của đường Trường Sơn lịch sử, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặn đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, và cũng là nơi lực lượng thanh niên xung phong đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Ngày 14 tháng 11 năm 1972, trước cửa hang Tám Cô, tám anh chị thanh niên xung phong đang san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ ập đến. Họ vội chạy vào hang để tránh bom. Mỹ đánh bom làm sập cửa hang. Cả tám anh chị đều là người huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng lứa tuổi từ 20 đến 25, cùng nhập ngũ ngày 20 tháng 6 năm 1971 vào đại đội thanh niên xung phong 163 đã anh dũng hy sinh. Cái chết bi hùng của các anh các chị đã vượt lên thời gian, tạo nên sự xúc cảm đặc biệt cho biết bao người. Vượt qua bao đèo dốc quanh co khúc khuỷu trên đường 20 Quyết Thắng, sau gần 2 tiếng đồng hồ tính từ đường mòn Hồ Chí Minh, đồn biên phòng Cà Ròng đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Giữa đại ngàn Trường Sơn, đồn biên phòng Cà Ròng tỏa sáng như một ngôi sao xanh nơi biển biên viễn.
đón chúng tôi là đồng chí Thượng tá Lê Văn Sơn, chính trị viên của đồn. Sau những cái bắt tay chân tình, những lời hỏi han sức khỏe, giới thiệu lý do mà đoàn ký sự chúng tôi có mặt tại Cà Giò, chính trị viên Lê Văn Sơn thông báo khái quát tình hình hoạt động của đồn trong những năm qua. Qua câu chuyện kể, chúng tôi được biết tiền thân của đồn biên phòng Cà Ròn là đồn công an nhân dân vũ trang có phiên hiệu 115. Đi qua những năm tháng đầy hào hùng trong chiến tranh, đồn biên phòng không ngừng phấn đấu, vững mạnh toàn diện và đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều bằng khen, huân huy chương các loại. Trong chuyến công tác lên với đồn biên phòng Cà Ròn lần này, những người làm phim ký sự biên phòng chúng tôi có dịp cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Ròn về thăm lại những trọng điểm đã làm nên lịch sử trên tuyến lửa đường 20 quyết thắng. Cùng đi có ông Quách Tẩm và ông Đinh Xuân Bi, những cán bộ chiến sĩ từng công tác tại đồn trực tiếp tham gia các trận đánh năm xưa. Ông Quách Tẩm là người dân tộc Mường ở tỉnh Thanh Hóa, tình nguyện vào chiến đấu trên cung đường máu lửa 20 quyết thắng này. Sau đó, ông ở lại nơi đây, lấy vợ là một người con gái Ma Con, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình, xây dựng bản làng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí và dũng cảm, ông đã chỉ huy một tổ công tác truy đánh, tiêu diệt các toán biệt kích. Trong 2 năm, từ 67 đến 68, tổ công tác của ông đã bắt và tiêu diệt được hơn 40 tên biệt kích. Từ quân hàm thượng sĩ, ông Tẩm được cấp trên phong tặng lên quân hàm thiếu úy. Cùng với đồn biên phòng đóng góp thêm nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 56 ở miền Nam có tổ chức một số bọn nó là biệt kích đi máy bay trực thăng nhảy dù ở trên bãi đáp giữa Lào và Việt. Tôi được câu lạc bộ và chỉ huy tỉnh và đơn vị giao tôi với cộng với bà con dân bản bản Trai thì người dạ, người gậy, người gốc là đi cùng với bộ đội. Ra đến cái đoạn đó thì qua là chúng tôi là đã hẹn, đã là báo cho dân. Ra đến đó là qua là chúng tôi ở trong là bò nhảy ra, bắt ở đây, trên cây phùng ở cái đường, là bên suối, bên đi suối, ở dựa, như thế là chúng tôi là chuyển ngay, bắt được là 15 thằng, không mất chân đạn. Qua là bà con dân bản là rất là phát khởi. Những hồi ức quá khứ của ông Tẩm, ông Bi, giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về sự khốc liệt trên con đường 20 quyết thắng này. Các trọng điểm như cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pulanic, Trà An, hang Tám Cô đã đi vào lịch sử như một phần máu thịt của người dân Việt Nam, minh chứng cho một thời hào hùng đầy máu lửa. Từ đây cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng cho lớp lớp thế hệ trẻ mai sau noi theo. Năm xưa trên tọa độ lửa này, để đảm bảo thông đường, nhiều đại đội thanh niên xung phong đóng chốt thường xuyên phá bom nổ chậm và săn lấp đường. Người đã có công đầu về phá bom nổ chậm là anh hùng Nguyễn Thị Liệu. Với sáng kiến bới đất dưới quả bom nổ chậm để đặt mìn phá bom, chị đã anh dũng hy sinh sau khi đã cùng đồng đội phá hết 790 quả bom nổ chậm, săn lấp 98.000 mét khối đất đá và đạt được tỷ lệ thông đường cao nhất, 180 ngày trên 200 ngày. Chẳng bao lâu, phương pháp phá bom nổ chậm tối ưu ấy của trị liệu được áp dụng trên toàn tuyến đường Trường Sơn Huyền Thoại. Hôm nay, con đường này không còn ổ gà, ổ voi lộm nhộm, những làn mưa bom bão đạn. Nó đã êm ái hơn bởi tuyến đường đang được Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, mở rộng mặt đường
và thảm nhựa bằng phẳng. Trong chiến tranh, tuyến đường này không chỉ giúp quân và dân ta vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện cho miền Nam, mà trong thời bình, nó đã và đang tạo đà phát triển kinh tế xã hội, đưa hàng hóa của Quảng Bình nói riêng, của cả nước nói chung, ra các nước khác qua cửa khẩu Cà Rò, Nọ Ma và ngược lại. Biên giới mùa này, chiều xuống rất nhanh. Dưới ánh đèn lờ mờ được thắp sáng bằng máy phát điện, chúng tôi quây quần trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Rò. Qua những mẩu chuyện, chúng tôi càng thấu hiểu hơn tình cảm của người chiến sĩ biên phòng với bà con dân bản nơi mình đóng quân. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ theo chân đội kiểm soát biên phòng đi tuần tra biên giới. Trước khi ra đi, Đại úy Nguyễn Chí Thanh, đội trưởng đội kiểm soát biên phòng tiết lộ, có những cột mốc để đi đến nơi phải mất cả tháng trời. Để thuận lợi cho đoàn làm phim, Đại úy Nguyễn Chí Thanh quyết định chọn cột mốc 543. Vậy là chúng tôi tiếp tục dọc theo con đường độc đạo, đường 20 quyết thắng, vượt qua cửa khẩu Cà Rò, Nọ Ma, thẳng tiến sang biên giới Việt Lào. Và chúng tôi đã đến được cột mốc biên giới 543. Chào cột mốc biên giới, một hình ảnh thiêng liêng đầy xúc động. Những giây phút đã thành thông lệ này của người lính biên phòng, nó lên sự trân trọng của họ khi đứng trước cột mốc đánh dấu đường biên của Tổ quốc mình. Chứng kiến những hình ảnh đó, thế hệ trẻ chúng tôi càng thấy yêu quê hương đất nước mình, muốn hòa mình cùng với những người lính biên phòng, chia sẻ những hy sinh thầm lặng, những đóng góp to lớn của các anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại úy Nguyễn Chí Thanh, đội trưởng đội kiểm soát biên phòng cho chúng tôi biết, đoạn biên giới mà đồn chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tiếp giáp giữa nước ta với nước bạn Lào dài 27,5 km với 9 cột mốc quốc giới từ 541 đến 550, trong đó có một cột mốc dấu. Đây cũng là đồn biên phòng canh giữ cột mốc dấu duy nhất đánh dấu đường biên giới Việt Nam Lào đi qua đất Quảng Bình. Thì hiện nay thì các cọc dấu, các cái dấu cái mốc vừa rồi thì đã hoàn thành được cơ bản, cọc mốc đã xong. Đoạn đường mà lên đó thì rất là khó đi, rất là địa hình, nằm trên nền đá cao. Mỗi lần mà đoàn đi tuần tra, anh em trong đơn vị tổ chức đi tuần tra hàng tháng á, thì phải leo lên và móc dây làm thang rồi thả xuống rồi mới lên được. Đường đó là đi kỳ cả mùa hè nữa, mùa mưa nữa. Nhất là mùa mưa đi rất khó, hầu như đi không được. Từ đồn về đó còn mấy cây số? Mình đi là trong một ngày. Đi bộ hết một ngày. Từ mùa đợt tuần tra thì mình đi khoảng 7 ngày đến 10 ngày. Nhưng mà riêng mà đến cái cọc dầu 541 đó thì mình đi hết một ngày đường rồi. Ngoài làm vệ sinh rồi sạch quá thì có những cái hoạt động gì không? Kiểm tra mỗi lần đi tuần tra móc là mình kiểm tra hiện trạng con móc, xem đặt đúng vị trí cái tọa độ đó hay không. Thứ hai là xem cái cột móc đó có bị xê dịch này, về có bị sứt mẻ gì hay không so với hiện trạng. Mỗi lần đi là mình phải chụp ảnh về phần báo cáo hiện trạng, báo cáo. Rồi xung quanh mình làm đường lên cột móc, rồi đi làm theo kế hoạch là hàng tháng đi một tuần, đi một lần. Thì khi mình nghe thì báo của dân hoặc là ai đó mà bảo cột móc có bị thế này thì kia chẳng hạn. Tuần tra, canh giữ, bảo vệ cột mốc biên giới là công việc hết sức vất vả. Nhiều hiểm nguy vẫn đang rình rập, song những người lính biên phòng vẫn chung kiên một lòng bám trụ, canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi biên cương xa xôi. Đồn biên phòng Cà Ròn hiện đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên cương của Tổ quốc. Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi tiếp tục phản ánh trong phần tiếp theo của bộ ký sự này.